Quý vị và các bạn, vào những dịp cuối tuần thì chúng ta thường hay tổ chức những bữa tiệc thân mật cùng với gia đình hoặc là bạn bè. Và một trong những món ăn rất thích hợp trong dịp này mà chúng ta có thể chuẩn bị trước đó là món gân bò ngâm chua ngọt. Với thành phần nguyên liệu thơm ngon, gân bò ngâm chua ngọt là một món ăn rất là hấp dẫn với vị dai giòn đặc trưng của gân bò kết hợp với các mùi vị chua, ngọt, thơm, cay, nồng của ớt và sả. Trong chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với quán Vũ Thiên để được đầu bếp ở đây hướng dẫn cách chế biến món ăn này. Dạ, chào anh Vũ, rất vui được gặp anh trong chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Nam. Em có rất là nhiều người bạn đã đến quán của anh và thưởng thức một món ăn mà họ rất là yêu thích, đó là món gân bò ngâm chua ngọt. Vậy thì ngày hôm nay anh có thể giúp cho em cũng như là quý vị khán giả của chương trình cách chế biến món ăn này được không ạ? Dạ, được vậy. Dạ, bây giờ thì nhờ anh hướng dẫn cái thành phần nguyên liệu để chế biến món ăn này là gì ạ? Dạ, nguyên liệu chính của món ăn này đó là gân bò. Dạ. Và những cái gia vị đi kèm như là cốc nâu, sả, riềng, gừng và một số gia vị thông dụng. Dạ. Bây giờ thì mình tiến hành sơ chế các nguyên liệu này. Dạ, bây giờ khỏi mất thời gian thì mình bát nước trước. Bát nước này để làm gì ạ? Dạ, bát nước để mình luộc lại gân bò. Cái gân bò này thì mình mua ở chợ về. Dạ. Thì người ta đã luộc sơ rồi. Bây giờ mình mua về thì mình phải sơ chế lại. Dạ. Bóp muối hột và xả nước, bóp gừng với riềng để khử đi cái mùi tanh của gân bò. Mình mua về rồi, bây giờ mình chế biến cái gân bò này như thế nào? Dạ, bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ nó ra, mình sẽ luộc nó. Dạ. Cái này là ở ngoài chợ người ta luộc rồi hay là mình đem về mình luộc ăn? Dạ, người chợ người ta có sơ chế sơ qua rồi. Dạ. Còn bây giờ thì mình về mình xử lý lại theo cách của mình. Mình cắt khổ vừa ăn thôi. Dạ. Nhìn cái màu của miếng gân bò rất là ngon ạ. Dạ. Trong mà sáng. Cái nguyên liệu mình chuẩn bị này là cho bao nhiêu người ăn thì được ạ? Dạ, cái này tầm phải 6 đến 7 người ăn. 6 đến 7 người ăn thì bao nhiêu khối lượng gân bò? Dạ, gân bò thì tầm khoảng 3 lạng. Dạ. Dạ. Bây giờ mình làm gì nữa? Dạ, bây giờ mình sẽ bỏ riềng, bỏ gừng và sả vào để mình khử cái mùi tanh của gân bò. Dạ. Bây giờ là mình trụng sơ lại cái gân bò này đúng không anh? Dạ không, mình phải làm cho nó mềm, cho nó tới. Sau khi đó mình ngâm vào nước đó để lấy lại độ giòn cho gân bò. À, tức là mình luộc tiếp tục cho nó mềm. Dạ. Dạ. Cái nước này có cần phải sôi không anh? Dạ, nước này vừa nóng là được chị. Dạ. Trong cái nước này mình có bỏ muối hay là bỏ thêm cái gì không? Dạ không, vì trong lúc mình sơ chế gân bò là mình đã ướp muối rồi, mình sẽ tẩy mùi hôi của gân bò rồi. Dạ. Nếu mình bỏ muối vào nữa sẽ chậm, nó sẽ hơi mặn. Dạ. Cái này là bây giờ mình đang làm cái công đoạn gì ra? Dạ, mình để chuẩn bị cái nước để mình ngâm gân bò. À, nước ngâm gân bò. Dạ. Mình chuẩn bị cho cái khẩu phần này thì bao nhiêu củ riềng này được anh? Dạ. Với 300 gram gân bò thì mình dùng khoảng 50 gram riềng. Vừa có riềng mà vừa có gừng nữa hả? Dạ, để khử đi cái mùi tanh của gân bò. Dạ. Dạ, gừng thì khoảng 40 gram thôi chị. Dạ. Vậy là cả riềng và gừng mình chỉ thái lát thôi hả? Dạ không, mình lấy cái khung khổ cho nó vuông vức rồi mình cắt lát để chập nữa. Dạ. Mình sẽ trộn với lại gân bò cho nó có màu sắc đẹp hơn. Dạ. Còn cái gừng dụng với lại riềng dựng này mình sẽ xay ra. Dạ. Nhưng mà phải dùng một số lượng ít thôi, nhiều quá nó sẽ mất đi cái mùi gân bò đặc trưng của nó. Dạ. Cái nồi gân bò của mình là luộc trong bao lâu thì được ăn? Dạ, mình luộc cả tầm từ 12 đến 15 phút là gân bò nó vừa mềm. Dạ. Tỷ lệ sả như thế nào? Dạ, sả thì tầm 10 gram thôi chị. Dạ. Bây giờ mình sẽ dùng tới ớt hiểm. Cái khiểm này mình bỏ cuốn. À, chỉ bỏ cuốn thôi hả? Không có sắt rồi. Dạ không, để chập cái đó mình sẽ xay. Còn bây giờ ớt sừng này mình sẽ cắt. Cắt miếng to vậy luôn á.
Dạ, để cho nó vừa với lại cái gân bò và cái riềng với sả. Dạ. Cái ớt này nó có cay không anh? Dạ không, ớt này chỉ là tạo màu thôi chị. Dạ. Bây giờ mình sẽ xay cái gia vị hỗn hợp này để mình làm nước pha cho gân bò. Dạ. Xay này mình có cần đổ thêm nước hay đổ thêm? Dạ có chị. Chập nữa mình sẽ bỏ thêm một ít nước lọc để đường nào cũng có pha trong này. Dạ. Này mình xay không quá nát hả anh? Dạ không, mình xay nó vừa thôi. Vì nó nát quá nó sẽ giảm tới cái độ chua của gia vị, nó sẽ nhanh lên men. Dạ. Nó sẽ nhanh hư cái gân bò của mình. Dạ. Để lau nó không có được. Như vậy là quý vị khán giả lưu ý là chúng ta không xay quá nát cái hỗn hợp này để tránh cái việc lên men của cái món ăn của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tới pha cái nước gia vị để ngâm. Lúc nãy mình đã cho vào 3 vá, 4 vá nước rồi. Dạ. Bây giờ mình cho thêm 2 vá nước nữa. Mình cho vào đây 3 vá giấm. Cái này là giấm ạ? Dạ, giấm. Dạ. Giấm gạo bình thường anh hả? Dạ, giấm gạo. Dạ. Nửa muỗng muối. 2 muỗng nước mắm. Một ít mì chính. Gần 1 vá đường nữa. Mình xoáy đều nó lên. Em thấy cái này mình không có dùng cái chanh. Để có, chập nữa mình sẽ vào nước chanh sau. Tại sao mình không dùng hoàn toàn chanh hoặc là hoàn toàn giấm? Tại vì chanh nó sẽ chua, giấm nó sẽ có vị thanh của giấm nữa. Khi những gia vị này hòa quyện với nhau nó sẽ tạo ra một cái hương vị lạ dễ ăn hơn. Bây giờ mình sẽ cho 1 vá nước chanh. Đây là mình đã có hỗn hợp của nước ngâm gân bò. Vậy lúc này là cái gân bò của mình cũng vừa mềm đúng không? Dạ, cũng gần được tới rồi chị. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một ca nước đá. Bây giờ mình sẽ ngâm nó vào để nó lấy độ lại độ giòn của gân bò. Yeah. Như vậy là quý vị khán giả chúng ta lưu ý là sau khi mà chúng ta vớt cái gân bò ra thì chúng ta cho ngay vào nước đá để lấy lại cái độ giòn của gân bò. Dạ, yeah, mình sẽ ngâm gân bò trong vòng 3 đến 5 phút trong nước đá để mình lấy lại độ giòn của gân bò. Trong lúc những gia vị hỗn hợp đã xong, bây giờ mình sẽ bỏ những cái riềng thái lát và gừng thái lát vào trong cái hỗn hợp nước pha của mình. Mình sẽ cho vào đây thêm 2 lá chanh cắt chỉ để nó tạo được cái màu xanh tươi cho gân bò của mình. Mình cắt còn mịn còn tốt. Sau khi gân bò mình ngâm đã đủ độ giòn của nó thì mình sẽ chát nước. Mình bỏ những cái gia vị tạo mùi lúc nãy ra. Dạ. Bây giờ mình sẽ để lại cho nó rố nước. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho gân bò vào trong cái hũ để mình ngâm. Để cho gân bò nó ngập nước để cho nó khỏi phải bị khô. Dạ. Và sau đó là mình sẽ bỏ thêm vài củ cóc vào. Cái này là quả cóc đúng không anh? Dạ, đây là quả cóc. Cái này mình bỏ vào không có tác dụng gì anh hả? Dạ, mình tạo thêm cái vị chua và nó sẽ giòn, nó giống như gân bò vậy. Dạ. Để lúc mình ăn gân bò nó sẽ đỡ ngon hơn.
Như vậy là mình đã có một cái hũ găng bò. Cái này mình ngâm trong bao lâu thì dùng được anh? Dạ, mình ngâm để trong tủ lạnh trong khoảng vòng một đêm là mình có thể đem ra dùng được. Một đêm là đã dùng được rồi. Dạ. Dạ. Và mình mà bảo quản trong tủ lạnh. Dạ. Dạ. Cái găng bò này khi mà dùng mình có dùng kèm thêm với cái gì nữa không ạ? Dạ có chứ, mình sẽ tạo thêm, mình sẽ pha chế một lọ nước chấm nữa để tạo cho cái hương vị của nó đặc trưng hơn của găng bò của quán mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành chỉ có bọn cách pha nước chấm. Dạ. Đây là nước cốt chanh, 200ml nước cốt chanh. 250ml đường. 219. 50g nước muối. Mình bỏ tất cả hỗn hợp nó vào. Mình sẽ tạo thêm một ít màu cho nó. Mình cho nó vào khoảng 4 trái ớt sừng và 2-3 trái ớt xanh. Bây giờ bắt đầu mình xay. Mình cho vào đây thêm một muỗng tiêu, tiêu xay. Và khuấy đều nó lên. Vậy là mình đã có hỗn hợp nước chấm cho găng bò. Đây là mình cũng chuẩn bị trước một hũ găng bò dầm chua. Dạ. Để mình mời chị Kim Huệ thưởng thức thử. Em cũng nóng lòng muốn được thưởng thức từ nãy giờ. Mời chị. Dạ. Chị hãy dùng với nước chấm này. Dạ. Phải nói là rất là tuyệt vời ạ. Cái găng bò này không hề dai như quý vị mà rất là giòn. Khi mà nhai vào trong miệng mình nghe được cái âm thanh là sừng sực sừng sực rất là ngon. Và cái bò của chúng ta thơm, thơm vô cùng luôn. Thế có mùi gừng, mùi riềng, thế là ác thì cái mùi bò đặc trưng. Và trong quá trình sơ chế thì chúng ta đã sơ chế rất là kỹ thì không còn cái mùi bò nữa. Chỉ còn là cái một mùi thơm của các cái gia vị của chúng ta. Và đây đúng là một món ăn rất là hấp dẫn để chúng ta có thể thưởng thức cùng với gia đình trong những dịp cuối tuần. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tự tay chế biến cho gia đình mình cũng như là bạn bè cái món ăn này vào những dịp cuối tuần để chúng ta cùng thưởng thức. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với công thức mà chương trình vừa chia sẻ. Và đến đây thì chương trình Bạn Có Biết cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Mọi chi tiết liên hệ xin được gửi về chuyên mục Bạn Có Biết, Phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hoặc địa chỉ email bạncobiet@qdt.com.vn. Còn bây giờ Kim Hệ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.